Xin chào quý chị nhà đầu tư đã quay trở lại với Kinh Eji Club cũng như quay trở lại với video phân tích về cổ phiếu hàng ngày của em phát nha thì trước khi bước vào nội dung của video thì anh chị có thể để lại cho em xin một like một xe một đăng ký kênh ngoài ra chưa có đơn tín hiệu có thể quét mã qr hoặc vào đường link mô tả dưới video để bảo đơn tín hiệu đem tv cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn cho người nhà sắp tới thì hôm nay em cũng đánh giá và chia sẻ về những cái xu hướng cũng như những cái góc nhìn về cổ phiếu và vci cho anh chị có một cái góc nhìn khách quan để có những cơ hội đầu tư cho thời gian sắp tới ha. thì cổ phiếu VCI là cổ phiếu công ty cổ phần chứng khoán Việt cáp này. thì công ty này thì cũng đang có những cái báo cáo hoạt động kết quả kinh doanh cũng khá là tốt ha. về kế hoạch kinh doanh năm 2024 này, doanh thu 2.511 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 700 tỷ ha thì chúng ta sẽ nhìn về những cái kết quả báo cáo tài chính và kinh doanh của cổ phiếu VCI thì ở trong nhiệm này thì cũng đưa ra những con số lợi nhuận cũng tương đối là tốt rồi chỉ số DAR cũng chỉ đâu đó 46.06% thôi ha thì về cổ phiếu VCI thì cũng có những cái kết quả báo báo cáo về chia cổ tức cũng khá là điều đặn này rồi những kết quả báo cáo về tài chính cũng có những cái lợi nhuận tăng trưởng cũng khá là ổn định bền vững ở trong giai đoạn này rồi do ảnh hưởng chung của thị trường những biến động của thị trường chung cho nên có những cái sự dằn co và tích lũy trở lại thì đây cũng là những cái cơ hội những cái giai đoạn cho anh chị nhà đầu tư tham gia gom hàng để đón những sự hồi phục trong thời gian sắp tới rồi, về cơ, cơ bản cân đối kế toán cũng cho chúng ta thấy những con số cũng tương đối khá là đẹp và đều đặn ở trong giai đoạn này ha. Chúng ta cũng đi đến những góc nhìn đánh giá về cái xu hướng của cổ phiếu VCI. Thì trước tiên đánh giá về cái xu hướng chung và dài hạn thì cũng đang trong nhiều phục hồi khá là tốt. Và trong đồ thị tuần đã có cái biên hỗ trợ quanh vùng giá là 47.8 đến 40 8 Thì sau khi vượt vùng nền tích cực đã quay về lấy lại cái biên hỗ trợ Kijun đồ thị tuần và đã có những cái dấu hiệu là rút chân lên ở trong phiên hôm nay, phiên giao dịch ngày 16 tháng 4 ha. Thì như vậy nhìn về đồ thị ngày thì hiện tại đang có cái biên hỗ trợ thứ nhất là biên hỗ trợ vùng giao găm, thứ hai là biên hỗ trợ quanh cái vùng mây khá là to bên dưới và đang có những cái trạng thái mất cân bằng và còn kèm thêm một hỗ trợ biên hỗ trợ tuần cũng đang khá là tốt. Rồi những chỉ báo tâm lý đang quay xuống những cái vùng vi phạm những cái vùng quá bán rồi. Và như vậy thì nó sẽ có những cơ hội nó tiếp tục sẽ hồi phục lên và vùng kháng cự thứ nhất sẽ quanh vùng giá 50.6 50.7 và sau cái vùng này đâu đó ba bốn phiên nữa ha thì nếu mà nó em ngang giữ trên cái vùng mây khá to như thế này sẽ tạo thành những cái biên hỗ trợ khá tốt và sẽ có những cái cơ hội tiếp diễn đà hồi phục ở trong trung hạn nha thì ở trong giai đoạn này thì hôm nay vừa Index có những cái phiên rút chân khá là tích cực trở lại thì em đánh giá rằng thị trường chưa thể là một cái cú sập mạnh giảm sâu chỉ ảnh hưởng đến những cái tin tức nhưng thật ra những cái thông tin những cái tin tức như vậy cũng không phải là những cái quá lớn để khá chú ý ở trong giai đoạn này cho nên trong giai đoạn này thị trường có những cái cú rũ xuống những cái sự rung lắc sẽ là những cái cơ hội rất tốt cho anh chị nhà đầu tư tham gia để đón những cái cơ hội hồi phục trở lại trong thời gian tới và cái điểm tham gia của cổ phiếu VCI thì có thể là tham gia trước 50% tỷ trọng quanh vùng giá 47.8 đến vùng giá 48 ha và như vậy thì điểm target T cộng đâu đó là quanh vùng giá 50 cái biên đâu đó nó có khoảng chỉ có lành quanh dưới 5 phần trăm thì thực ra không phải là cái biên quá lớn nhưng trong giai đoạn này đây là cái cơ hội chúng ta tham gia bắt được tham gia được cái vùng giá tốt khá là tốt thì khi hồi phục lên chúng ta sẽ theo dõi và quan sát tiếp có giữ được trên cái biên kháng cự hay không hay là sẽ tiếp tục dàn co tích lũy thì khi đó chúng ta có thể xử lý trong những cái phiên tiếp theo và điểm tham gia quanh vùng giá 47.8 đến 48 và cái điểm cắt lỗ sẽ mất đi ở dưới vùng 45.7 đối với những anh chị tham gia lướt T đánh hàng T cộng trong ngắn hạn. Còn ngoài ra đối với vị thế mà anh chị tham gia trong trung hạn thì có thể lấy trước vị thế 50% tỷ trọng quanh 47.8 đến 48. Phần còn lại có thể tham gia quanh vùng giá là 43.8. Như vậy thì cái biên này nó quá là lớn, đâu đó là khoảng 10% rồi. 10% hoặc là hơn 10% một chút thì như vậy á. trong khi đó anh chị chỉ có lấy vị thế 50% tỷ trọng tại cái vùng này thôi thì khi đó thì nó vi phạm cái điểm cắt lỗ thì anh chị chỉ mất đâu đó khoảng 5% và đây cũng là cái cơ hội anh chị khi tích lũy xuống vùng này khoảng 4 năm phiên nữa vẫn neo được ở trên cái vùng giá 43.8 đây là em đánh giá về kịch bản xấu nha còn nếu như kịch bản tích cực thì nó sẽ kéo trên vùng này và nó tiếp tục hồi phục còn em đánh giá kịch bản xấu nhất có thể diễn ra thì sẽ về cái biên này thì đây chúng ta chúng ta có thể tham gia 50 phần trăm tỷ trọng còn lại để trung bình giá khi đó hồi phục lên test lại lên quanh cái vùng kháng cự ha hòa vốn quanh vùng giá là 46.2 46.3 gì đó sẽ hòa vốn thì chúng ta sẽ hạ bớt tỷ trọng hoặc là bán luôn để cơ cấu sang cổ phiếu khác Tuy nhiên về cổ phiếu nhóm chứng khoán đầu ngành như VCI mà nhịp này giai đoạn này mà nhúng về quanh vùng giá 43.8 mà kéo lên thì hầu như là thị trường chắc phải có một cú rũ rất là lớn chứ không phải là một nhịp tích lũy thông thường cho nên em đánh giá xác suất nhúng xuống cái biên hỗ trợ bên dưới là một xác suất thấp như vậy thì chúng ta sẽ có một điểm mua quanh vùng giá 48 này điểm cắt lỗ khi mất vùng giá là 40 à, quanh vùng giá 45.8 ha thành quanh biên hỗ trợ dưới này và cái mục tiêu T cộng thì nó đâu, đâu đó là nó quanh vùng giá 50.6 và cái mục tiêu và target chúng ta sẽ đặt ra. Vì thế cho giai đoạn này là sẽ lanh quanh những vùng đỉnh trước đó, quanh vùng giá 54. Như vậy thì từ 48 chúng ta sẽ chốt quanh vùng giá 54, đó là cái vị thế tham gia ở trong cái khung đồ thị ngày. Và nhìn về cái xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu VCI thì hiện tại đang có những cái trạng thái mất cân bằng và cái vùng đáy trước đó là cái vùng À, 49.3. Như vậy thì hiện tại đang có sự mất cân bằng và ngắn hạn theo em đánh giá sẽ hút lên qua lanh quanh cái vùng kháng cự này một nhịp một quanh vùng giá 49.3 sau đó tích lũy hai tiếp tục hồi phục thì phải chờ cái xu hướng của thị trường xác nhận để chúng ta đưa ra thêm cái góc nhìn tiếp diễn trong thời gian tới. Rồi, đó là những cái góc nhìn đánh giá về cái xu hướng của cổ phiếu VCI. Chúng ta đánh giá thêm một cái góc nhìn khác ở cổ phiếu VCI trong giai đoạn này thì hầu như hiện tại thì một con cây nến này nó đã có sự rơi khỏi ngoài cái vùng bullish band và đang kéo lên đang có test cái vùng quanh cái vùng kháng cự vùng ma 50 như vậy thì ở trong cái giai đoạn mà tạo thành một cái thắt cổ chai bó chặt của bullish band thì khi đó cổ phiếu nó vượt cái vùng nào sẽ mở rộng band thì nó sẽ có một cái cơ hội đi theo cái hướng nó rất là xa như vậy thì trong giai đoạn hiện tại thì đây là một cái biên độ rất là lỏng và một cái biên độ rất là lớn như thế này thì theo em nó test về cái vùng moving bên bên, bên bên dưới thì sẽ có những cái cơ hội ít nhiều nó sẽ có những sự hồi phục trong ngắn hạn và vùng ngắn hạn lân quanh vùng đỉnh trước đâu đó vùng 52 và tích cực hơn giữ trên ma20 khung đồ thị ngày vẫn có cái cơ hội nó tiếp tục hồi phục lên quanh cái vùng mua bên bên, bên, bên bên trên có thể là sẽ vượt đỉnh luôn đó là cái kịch bản và cái xu hướng của cổ phiếu VCI có thể xảy ra trong những phiên tiếp theo em sẽ chia sẻ đến quý anh chị nhà đầu tư như vậy thì hiện tại đang có cái biên hỗ trợ khung đồ thị tuần cũng lân quanh cái vùng đáy ở trong phiên hôm nay đâu đó lân quanh vùng giá là 46 ha và biên hỗ trợ tiếp theo là quanh vùng giá là 42.4 như vậy thì chúng ta tham gia trước 50 phần trăm tỷ trọng tại quanh vùng giá là 46 ha 46 cho đến lân quanh vùng giá 48 như vậy thì à, vẫn có thể là chia ra tham gia chia tỷ trọng ra tham gia quanh vùng này cũng được bởi vì khá là tích cực vẫn giữ được trên biên hỗ trợ MA20 như vậy thì trong phiên hôm nay cũng chưa test về vùng 46 nhưng có lúc đâu đó, đó quanh qua giá lên quanh giá vùng 46.5 rồi và nó lại rút chân lên giữ được trên vùng này thì em đánh giá vẫn là một cái xu hướng tăng cái sự hồi phục khá là tốt của cổ phiếu VCI trong giai đoạn tới rồi đó là những cái đánh giá và góc nhìn của cổ phiếu VCI cùng phân tích và gửi đến quý vị nhà đầu tư tham khảo để có những cơ hội đầu đầu tư trong thời gian tới rồi xin chân thành cảm ơn quý vị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại vào những video tiếp theo anh chị xem video có thể để lại cho em xin một like nha anh chị